chồng cũng la. Bất chợt rồi hai người lại phải sống hai nơi khác nhau. Có những người khán giả lúc trước thường trông thấy anh Tuấn chồng của Ilan đi cùng với Ilan hầu như tất cả các show ở mọi nơi, và sau này ít khi nào trông thấy anh cùng đi cùng với Ilan thì họ lại tự động suy nghĩ rằng thế là ly dị rồi. Tuy nhiên, Ilan cũng phải trấn an với tất cả khán thính giả thương mến Ilan và có những quan tâm, thì cha hiểu rằng là đến tuổi này rồi chúng tôi phải trở thành như lang trước nữ. Cái điều này nó cũng hơi buồn đó. Thế nhưng mà thôi thì anh có cái công việc phải bắt buộc dọn sang bên Hawaii ở Honolulu, và cái project của anh mãi đến hơn 10 năm nó mới có thể hoàn thành được. Và đó là lý do mà hai vợ chồng lại cứ phải trở thành mong nhớ và đi tìm nhau trong vòng cứ một tháng thì Ilan bay sang, rồi một tháng anh lại phải bay trở lại. Đó là lý do mà Ilan muốn nói rằng mùa xuân đã đến, nhưng hiểu như những dung cảm và những ao ước của mùa đông qua vẫn còn trong Ilan là được sửa ấm trong tình yêu. Bây giờ xin mời quý vị nghe một ngày vui. Và người phụ nữ này đặc biệt lắm, là bài hát này là một cái bài hát mà cô thích nghe và cô thích được Ilan hát tặng cho cô tới hôm nay. Đặc biệt là bởi vì bác Phạm Đình Chương của Ilan đã sáng tác bài hát này để nói lên 10 điểm đẹp của một người phụ nữ Việt Nam. Trong đó có một điểm và đặc biệt lắm là nói về cái má lúm đồng tiền. Thì Mai Trân là người đã đến với Ilan ngày hôm nay, và Ilan xin đặc biệt Mai Trang. Dạ vâng, xin lỗi Mai Trang. Đâu có phải Mai Trang ngồi đó không? Rồi cảm ơn Mai Trang đến với Ilan, và đặc biệt xin gửi bài hát này để tặng cho cái má lúm đồng tiền của Mai Trang đang có trên má mình nhé. Và cùng với tất cả các phụ nữ của chúng ta đang ngồi trong căn phòng này, bởi đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam có những đức tính đẹp, kiên cường, vô cùng. Chỉ có người phụ nữ Việt Nam, Ilan tin chắc là sống với hoàn toàn cho yêu thương, luôn luôn đi đôi với sự hy sinh. Xin mời quý vị thưởng thức 10 thương của nhạc sĩ Phạm Chiết. Ilan muốn nói đến anh Chiết và chị Thư. Dạ. Cảm ơn anh chị đã cùng với lại vợ chồng Vũ Lan đến với Ilan ngày hôm nay. Và Ilan không mong gì hơn là tối hôm nay sẽ hát một cái bài hát này để giữ mãi anh chị trong tình yêu lưu luyến. Biết rằng là bài hát này là một bài hát mà nhạc sĩ, nữ nhạc sĩ Tu Minh đã viết bài hát này để khuyên rằng là chúng ta đừng làm vợ làm chồng chỉ vì sợ nhìn nhau chán ngán. Nhưng Ilan không tin như vậy. Đúng rồi, bài đó đúng rồi đó em. Nhưng mà Ilan tin rằng là khi chúng ta đã làm vợ làm chồng rồi thì chúng ta cũng sẽ vun sới tình yêu của thời đầu đời để cuộc tình của đôi vợ chồng ngày càng nồng nàn đậm đà hơn. Chứ chẳng lẽ lấy nhau rồi thì ai cũng phải đi đến một cái chỗ mà nhìn nhau chán ngán thì quá khổ. Thành thử ra Ilan xin đặc biệt xin tặng đến cho anh Chiết và chị Thư cùng với tất cả quý vị có mặt trong buổi chiều hôm nay với Ilan, nhạc phẩm của nhạc sĩ Tu Minh được mang tên Hãy Cứ Là Tình Nhân. Cảm ơn quý vị. Ilan muốn nói đến năm nay 60 năm vòng tròn để mà nó trở lại cái đích đầu tiên của tuổi 60 của Ilan năm nay. Dạ, có lẽ là chúng ta sẽ là 40 thôi hả cô? Cô cho Ilan sụt mất 20 tuổi. Và Ilan nghĩ rằng là chắc có lẽ là chỉ cần mặc cái chiếc áo này thôi là quý vị hiểu trước tiên là Ilan đón mừng năm Đinh Dậu, và thứ hai là một ẩn ý khoe mình năm nay là một con gà. Thưa quý vị, trước tiên xin cho Ilan gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị, sức khỏe dồi dào trước tiên nhé, rồi kế đến là rất nhiều niềm vui và hạnh phúc
trong cuộc sống, tiền tài làm ăn phát đạt, tiền tài vàng như nước. Mà nếu có xa thì nhỏ giọt cho Y Lan thôi, đừng có bị ra tiền nhiều quá. Y Lan còn có một người nói với Y Lan rằng năm nay là năm tuổi. Thường đó là người ta bảo là người ta rất sợ năm tuổi. Cho nên người này bảo với Y Lan là năm nay tuy là năm tuổi nhưng Y Lan đừng lo. Y Lan cứ việc xài nhiều tiền, cứ cho tiền nó ra, nó thay hết tất cả những cái điều gì mà không hay. Thành ra Y Lan đang nghĩ là không biết là lấy tiền ở đâu ra để mà tiêu, để cho nó không có bị những cái điều không hay. Rồi thì bây giờ tiếp tục thì Y Lan xin chúc quý vị một cái điều mà Y Lan nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng rất cần trong cuộc sống này, đó là sự bình yên, an lành trong cuộc sống của chúng ta. Xin chúc quý vị mùa mong mới, mọi điều an khang thịnh vượng. Cảm ơn quý vị. Và bây giờ Y Lan xin bắt đầu cho phần trình diễn của mình tối hôm nay. Xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm về mùa xuân. Trước tiên, đó là một nhạc bài hát rất nổi tiếng từ bao nhiêu là thập niên rồi của nhạc sĩ Ngọc Bích, được mang tên Mộng Chiều Xuân.